Rồi con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn nha. Hôm nay con còn mớ đồ này là con đưa cho các bác thanh lý cho mấy bác về luôn chơi luôn nha. Đó, con bác thấy được thì alo luôn nha. Hôm nay còn đồ bèo bèo thôi nha các bác. Không có gì đặc trưng gì, chỉ có những cái đồ mà thanh lý thôi nha. Ngày dọn được 4 bộ tai lắc nha các bác. Thanh lý cho mấy bác này là tai lắc Nhật không nha. Có một bộ thì nó quá trời xấu, nói chung là mấy bác về đi dọn ra chơi thôi. Rồi vô giới thiệu cho các bác bộ dò dĩa đi ha. Gọi bộ dò dĩa này, bộ dò dĩa 3 dĩa này bằng nhôm ha. Đó, 3 dĩa sắt nha, dò nhôm. Những dò này 2 dĩa được ha. Để lắp cái chiếc xe đầy nhôm đầy mới nha các bác. Đó. Rồi dĩa sắt nha, 2 dĩa được ha, dặn dĩa 2 được ha. Cái dò này là của Đài Loan nha, chính hãng, còn quả mã nguyên dò thì đồ nha. Cái bộ này con thanh lý luôn nha các bác chơi nha. Hai trăm tám mươi cao ship nha, bao bác chạy nữa. Cái này nó găng nhuyễn này nha, chứ không phải là mấy đồ bỏ đâu nha, này giả xe không. Rồi bác nào thấy được alo con nha. Rồi còn có cái bộ này nè, cái bộ này là cái bộ tay thắng nha, bộ tay rồi ngàm luôn nha các bác, Petro nha, hàng Đài Loan chính hãng nha. Này nó sơn trắng nha các bác, còn sơn nước sơn còn được nha. Đó bộ tay nè, rồi ngàm luôn nha, ngàm luôn nha, ngày trước ngày sau luôn nha các bác. Rồi bộ này dùng ngàm và tay luôn nha. Con giao lưu là 300 cao ship nha. Đó, cái bác về lắp xe chơi nha. Này lắp vô trong sườn nha bác. Ngắn thắng lắp vô sườn nha. Đó. Rồi còn có trục giữa này là trục giữa chạy bật đạn nha. Rồi, cái này là nó dài 124.5 ha. Đó. Cái này là nhân 24 ha. Cái này bạc đạn nha bác, tại ngon lạnh nha. Rồi cái này 230 luôn ship luôn nha. Đó, 230 ship bạc đạn luôn, ngon lạnh hết nha bác. Rồi con của ta lắc này nè. So ga nha, tay so ga mà mắc in da băng nha. Đời này là đời 3.300 nha. Đó, cái da này xấu nha, nói chung xấu thôi chứ còn xài không dính nè, xài được nha. Rồi con thanh lý cho mấy bác gì chơi luôn nè. Này là tay thỏ nha, này 82 nha các bác, tay thỏ nha, 82 xài ngon lạnh nha, bao bác xài nha. Đó, hư là con chịu trách nhiệm nha, hư là quận thu hồi về luôn, nói chung là vậy đó. Tại con kiểm tra rồi hết ra ha, xài được, con mới bán nói luôn là xài được nha. Rồi 550 câu ship nha. Bán đồ Nhật mà rẻ như đồ Trung Quốc luôn. Rồi cái bộ này, bộ soi ga này nha. Soi ga này là hàng này chắc không có da bằng quá. Rồi da bằng luôn nha các bác, da bằng luôn nha. Cái này là cũng là cái này là 92 nha các bác. Đó, 92 là so ga nha. Cái này da thì xấu nè, nó mắc anh da bằng luôn nha, mã là 3.400 ha, đẹp hơn 3.300 ăn chút nha các bác. Này nó có nắp ngủ nè, có tăng đưa luôn nè nha, có tăng đưa luôn nha. Nói cái này thì nó đẹp nè, tăng đưa nè. Rồi cái này là 600k bao ship nè, 600k bao ship và ăn luôn nha các bác. Rồi bác nào thấy được alo luôn nha. Rồi cái này là cái Utiga này cũng giao bằng luôn nha các bác. Cái này thì nó hơi kẹt nha, nó hơi kẹt nha, này nó dính hơi kẹt nha.
các bác này về chỉnh sửa này là mắc in da băng luôn ha. Đây là 6500 nha các bác. Đời cao ha, 6500. Da này cũng còn nhưng mà xấu nha. Cái này thì nó mắc cái nắp. Nó mắc cái nắp này. Nó mắc cái nắp. Cái này là nó giống như là nó bị kẹt nha các bác. Nói bác về với bác chỉnh sửa vô dầu vô mỡ là xài mới được nha. Còn nếu mà không chỉnh là không sửa là không xài được nha. Mấy kia con bán là chỉ gắn vô xài thôi, cái này là phải chỉnh sửa nha. Cái này con bán 350 câu ship nha các bác. Cái Utiga 6500 chưa xài được nha. Cái bác về chỉnh sửa là xài nha. Cái này là không có hư hao gì chứ, nhông đồ nó bển nó khô dầu nó kẹt ra. Rồi, cái bác biết hả mua nha, còn không biết mua về là khám phá cũng được. Mua về thấy 300 mấy ngàn, mua về mình để mình khám phá hoặc lấy đồ gì cũng được nha. Con bán rẻ không lẽ cho không. Rồi cặp này, cặp Soga này là 3.300 nữa ha các bác. Nè. 3.300 da bằng nữa ha. 3.300 da bằng luôn nha. Bộ tay này là này để lên hai cái nó giống nhau thì cũng đẹp. Đặt cái này là mã số 4 nha. Này là 82 luôn nha. Đó, bao mấy bác xài luôn. Xài ngon lành nha. Chứ không có nói là này ý a ý ơ ý gì vậy chứ nha. Bao xài là xài được. Đó, chứ không có ý a ý ơ ý dầu gì hết. Đó, cái này ha. Rồi cái này mã số 4 này là 580k bao ship nha. Đó, 580k bao ship. Rồi bác nào thấy được alo ha. Rồi một cái thắng dây âm 105 này ha. Mũ thì nó xấu quắc luôn nha, da xấu luôn nha. Xài thì ngon lành, chữ 105 còn nha, bằng nhôm. Dây âm nha các bác. Mình không thích mình gỡ luôn mấy da thì bỏ, hoặc là mình may lại da mới ha. Đều được hết nha. Tại vì mình không làm thôi chứ làm cái gì cũng làm được chứ. Còn cái con là đồ sao bán vậy thôi. Còn không thích làm ra bán mất công đó. Mấy bác chẳng thà mấy bác thấy gì mấy bác mua đi về mấy bác không tức nữa ha. Mà mua về mình làm xong rồi mấy bác về thấy nâu thằng này mai làm gì đó mấy bác tức. Đó, bán gì cho dễ. Tuy nhìn nó xấu nhưng thực chất cái kết cấu nó đẹp nha. 250 bao ship nha. Đó. Rồi cái yên này là cái yên của Đức nha các bác. Yên của Đức nha, da này da bò xịn nha. Da bò xịn nha. Đó, cái này thì tán kim nha, tán kim hết nha. Cái này thì nó có cũ quá, nó đồ nó cũ quá nha bác, nó có nó xúc xai xúc xịt nha. Mấy bác chơi đồ cổ thì mấy bác cũng phải chấp nhận hơn. Cái này là cái yên này lắp cho xe đàn bà nha các bác. Nó yên bự nè, lắp cho xe đàn bà nha. Mấy bác độn cho anh lông lên là nhìn cái yên là đẹp đó. Cái này giống cái bản của Pháp hơn, bản của Đức, tôi thấy nó bự hơn. Mình kệ đi, Pháp Đức cũng được, yên cổ nha các bác. Rồi bác nào thấy thì được thì alo con, cái này con giao lưu là 450 bao ship nha. Đó, 450 bao ship nha. Còn cái này là chính hãng của Đức luôn nha các bác. Tán đồ ghiên hết nha. Nó có cái da cũng da bò xịn luôn nè. Nó có trái mình lòng luôn ha. Có xét cho nha bác, yên xe cổ mà nó gì đó. Nói chung mấy bác lắp vô cái xe cổ là nó mà cái yên nó mới quá, nhìn nó kỳ lắm. Cho nó cổ nó xíu nhìn nó mới đẹp, nó mới dòng bộ. Nói gì cho nó suôn sẻ chứ cổ mà mình lắp yên mới cho nó xấu. Rồi cái yên này là 400k bao ship nha. Đó, 400k bao ship. Yên Đức có bánh lòng nha, mã có bánh lòng. Cái này là mã không bánh lòng nha. Thôi cái yên này là cái yên bằng mũ nha các bác. Cái da này bằng mũ nha. Nó tán bằng nhôm này, cái này là như là mắc in China cổ sao. Trung Quốc nha. Trung Quốc nha các bác. Da mũ nha, nó da mũ lạnh lặn đẹp, ngồi nhúng nhúng ngon lành nha. Rồi cái này là 350k bao ship nha. Đó, 350k bao ship, lắp xe cổ được nha các bác. Đó, lắp xe cổ được. Dán lắp xe cổ im nha. Đó, bán 350k bao ship nha. Cái này nó không có giá trị xịn nha các bác, mấy cái xịn như này nó tới mấy triệu luôn nha, chứ không phải là bèo bèo như con bán đâu nha. Nhìn cái mấy bác cái tưởng đồ này nó đồ chuẩn không có đâu nha, con là đồ cũng biết hết trơn, cái nào chuẩn là con bán giỏi lắm, xê xích dăm 300 ngàn lắm, chứ không có bán mà kiểu mà cái yên 3-4 triệu ba con bán 200-300 ngàn không có đâu nha.
mấy bác đừng có tưởng tượng ra vậy, mắc cộng. Rồi cái yên này nè, lò xo nè, đẹp nữa ha. Đó, trước này lò xo đẹp nữa ha, da thì da bò xịn nè các bác. Nó tán thì đang tán nhôm ha, nhưng con cái yên này cũng là không phải của Pháp đâu nha. Yên này là của Trung Quốc hay Nhật gì đó. Nhưng mà lắp xe cổ đẹp nha, nó lắp xe cổ đẹp nha. Rồi cái yên này thì nó đẹp hơn trong các cái yên nha, nó có ba cái lỗ nữa nè. Rồi cái yên này là 650 trâu ship. Rồi bác nào thấy được cái này thì alo luôn nha. Rồi giới thiệu cho các bác cặp bánh luôn nè, cặp bánh này, cặp bánh này em sẽ chỉnh nha. Thì đại lon nha. Đó, thì xanh đen nha, đại lon. Rảnh nha. Rảnh sâu ha, bấm một cái ngón tay con luôn ha. Vỏ thì đẹp nè, vỏ buộc đẹp hết nha. Đó, clip thì clip này là clip Trung Quốc nha các bác. Có cái clip 7 Trung Quốc nha, clip 7 Trung Quốc theo xe nha, xài ngon lạnh cho nha. Cầm thì cầm cầm sắt nha, cầm sắt. Nói chung được con cặp bánh này được cái vỏ ruột đẹp. Trước cũng vậy ha. Đầm là của hãng Gantech chứ yên các bác. Gantech chứ yên, một cái hãng chính hãng của Đài Loan ha. Tay quay đồ bằng nhôm ha. Nó liền sơn đen, nói chung là sâu vậy. Đó. Rồi cái này là cái vỏ trước cũng đẹp luôn nè. Cái vỏ sau thì vỏ đầu chùa, vỏ trước là vỏ có gai ha, nhưng mà hai vỏ đều đẹp hết nha. Rồi cặp bánh này con giao lưu là 1.200.000 bao ship nha. Đó, 1.200.000 bao ship cái cặp bánh này. Đó là thấy được rồi, được rồi. Rồi hôm nay con có mới gì đó, bác nào thấy được nào thì alo cái đó nha. Con xin chào các bác.